Tử vi về ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch Nhâm Tuất. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày được hanh thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị và các bạn hãy nhấn theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở dưới màn hình để luôn cập nhật được những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Một, tổng quan về ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 15 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày Nhâm Tuất thuộc hành thủy, khắc hành hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân và Mậu Ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Bính Thìn, tuổi Giáp Thìn, tuổi Bính Thân và tuổi Bính Dần. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, cưới gả, khai trương cửa hàng. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng hay khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long, tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày mùng 3 tháng 2 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp nhâm dương thủy là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ rằng mình vẫn còn có những người thân ở xung quanh mình để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật chiếu mệnh. Cho nên gia chủ tuổi Tý cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó, để được công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu.
Sử ông thổ gặp nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thân, khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. May mắn trong ngày cần có kim dư đỏ mệnh. Đây là các tinh phú quý, trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Sửu. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, chỉ khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đáo hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Sơn Sơn Mộc gặp nhâm dương thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần nếu như có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận những thử thách để có những kết quả tốt hơn. Trong ngày còn có các tinh là văn xương quý nhân chiếu mệnh, đem lại những may mắn trong công việc, học hành của gia chủ tuổi Dần. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân, tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp nhâm dương thủy là chính ấn, như là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mão. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bên cạnh đó, trong ngày còn có các thần thiên ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp nhâm dương thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Ngoài ra còn có phúc tinh giáng chiếu, cho nên trong ngày nhâm tuất, bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bạn cần nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp nhâm dương thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, người tuổi Tỵ cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày có hai cát tinh là thiên ất và thái cực, đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ tuổi Tỵ. Thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Còn thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy,
tuổi Ngọ. Ngọ Dương Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Ngọ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không được cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh, đưa ra những phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Trong ngày còn có hoa cái chiếu mệnh. Đây là một thần sát vừa cát vừa hôn. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hành thông và thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa, nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp nhiều hơn. Bên cạnh đó, có các tinh là quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Mùi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy là thực thần, nghĩa là bản thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Thân cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày còn có các tinh thái cực chiếu mệnh, đem lại những may mắn và cơ hội cho gia chủ. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Nhâm Dương Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hành thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong ngày còn có hoa cái chiếu mệnh. Đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hư họa, ý chỉ thái tuế báo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tuất hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh những xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. May mắn trong ngày còn có các tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý hung thần thiên la địa võng chiếu mệnh, là hung thần chủ về bệnh tật, lao ngục, cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật.
bản mệnh cần làm việc thiện để lấy cát hóa hung. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn và tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 3 tháng 2 năm 2021 âm lịch của mệnh hai con giáp. Hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng được vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.